Con gái Vũ Linh được một chị đài ra mặt bảo vệ Tố Hồng Phượng ăn chặn tiền mua đất, thật hư ra sao? Vụ việc tranh chấp tài sản của gia đình nghệ siêu Tố Vũ Linh tiếp tục gây tranh cãi khi cô Sáu, mẹ Hồng Phượng, đưa đơn kiện Hồng Loan. Trước hành động cạn tình cạn nghĩa của cô ruột, con gái Vũ Linh không ngần ngại mà chấp nhận hầu tòa. Tuy nhiên, tới buổi gặp chính quyền ngày 22 tháng 6 tại tòa án quận Phú Nhuận, mẹ con Hồng Phượng hoàn toàn vắng mặt, chỉ có mỗi Hồng Loan xuất hiện để cung cấp lời khai. Mặc dù sự việc vẫn chưa có kết quả rõ ràng, song khán giả đều ủng hộ Hồng Loan và cầu mong những điều tốt đẹp đến với cô. Cũng trong chiều cùng ngày, Hồng Loan đã cùng gia đình đến Nghĩa Trang Hoa Viên Bình Dương để thăm mộ của ba. Con gái Vũ Linh xuất hiện với hình ảnh bình dị, phong cách ăn mặc đơn giản nhưng thái độ lại rất thân thiện, luôn tươi cười chào hỏi mọi người. Tại đây, cô tỉ mỉ lau dọn và cẩn thận bày biện mâm cúng cho ông Hoàng Hậu Quản, khiến ai nhìn thấy cũng phải đều cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của Hồng Loan. Sau khi trở về nhà trên trang cá nhân, con gái nghệ siêu Tố Vũ Linh cũng đăng tải tâm thư đầy xúc động đến ba, khiến ai cũng phải rừng rừng. Hồng Loan cha biết, cô đang kêu gọi mọi người cung cấp thông tin quyên góp cuốn thức, phúng điếu để làm sáng tỏ sự việc, lấy lại danh dự cho ba. Trong khi phía bà Hồng Nhung có phần im hơi lặng tiếng, thì một người bạn thân của Hồng Loan tiếp tục đăng đàn tối nữ ca sĩ nói dối. Người bạn tên N của con gái Vũ Linh chỉ ra loạt điểm bất thường trong lời nói và hành động của Hồng Phượng. Đầu tiên, chị nợ cho biết cô đã tìm hiểu được chỗ ở hiện tại của Hồng Phượng, không vô gia cư như ca sĩ đã nói ở họp báo trước đó. Ngoài ra, chị Nờ còn hé lộ chính Hồng Phượng là người xin cố nghệ sĩ Tô Vũ Linh vào ở chứ không phải mẹ con cô được gọi về. Cái video nó quay hồi tháng 1 năm 2021, tới tháng 11 năm mới xin cậu về ở. Trước khi nó xin là đã tính toán trước trong đầu, ta bằng chứng như di chúc nhưng nó không biết luật. Cái tiền đất trên hoa viên nó ăn chặn luôn, Mọi người nhớ con Phượng từng nói nó bỏ ra 100 triệu, rồi nói là cậu Thành ơi cậu bỏ 3 triệu vô đi. Rồi mọi người biết tiền đất bao nhiêu không? 78 triệu 285 ngàn, mà dám nói 103 triệu. Lúc đó lên hoa viên mà theo luật là không thể lấy hợp đồng. Nhưng khi tôi đi với bé Loan, thì do tôi kêu thôi, cho em lấy đi thì cuối cùng họ mới đưa. Giờ kiện đi, xong hợp đồng rồi người ta đưa hợp đồng thanh lý cho mình coi. Chị nơ con tố hồng phượng nói một đằng là một nẻo, miễn nói không kiện nhưng âm thầm lập vi bằng chưa hết người này còn hé lộ lúc sinh thời cố nghệ sĩ vũ linh từng tuyên bố hối hận khi để hai mẹ con hồng phượng về sống chung hiện tại thông tin trên đang khiến dân mạng dậy sóng tuy nhiên đây chỉ là lời nói một chiều chưa được kiểm chứng và phía hồng phượng cũng chưa lên tiếng